Ở tập trước, chúng ta dừng lại ngay trước trận đấu của Blue Angel và Playmaker. Giờ thì mời các bạn xem tiếp trận đấu nhé. Blue Angel sẽ là người đi trước, kích hoạt môi trường Trickstar Lifestyle, lấy Trickstar Lilybell từ bộ bài lên tay. Nếu được thêm lên tay, Lilybell có thể tự triệu hồi ra sân. Tiếp tục triệu hồi bình thường Trickstar Candina, hiệu ứng của Candina, lấy một Trickstar trong bộ bài lên tay. Hiệu ứng của Trickstar Licorice trên tay, tự triệu hồi ra sân rồi trả Candina về tay. Blue Angel kích hoạt ma pháp Trickstar Vision, triệu hồi đặc biệt Candina từ tay nhưng sẽ mất hiệu ứng và giảm nửa công. Sau đó, mỗi người chơi sẽ rút một lá bài lên tay. Hiệu ứng của Licorice mỗi khi đối phương thêm bài lên tay giảm 200 điểm gốc cho mỗi lá. Hiệu ứng của môi trường Lifestyle mỗi khi quái thú Trickstar gây thiệt hại cho đối phương trừ thêm 200 điểm gốc. À, vậy là Blue Angel chơi chiến thuật đốt điểm gốc. Kế tiếp, Blue Angel mở cổng triệu hồi Linh, dùng hai quái thú Lilybell và Candina làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Linh 2, Trickstar Holy Angel. Pha triệu hồi và bắn phá lia lịa của Blue Angel khiến khán giả vô cùng phấn khích. Kế tiếp, Blue Angel up 2 lá và kết thúc lượt. Đến lượt Playmaker rút bài. Hiệu ứng của Licorice gây 200 thiệt hại khi đối phương thêm bài lên tay. Hiệu ứng của môi trường Lifestyle bồi thêm 200 thiệt hại nữa. Hiệu ứng của Holy Angel tăng 200 công. Ủa, này đang là lượt của Playmaker hay của Blue Angel vậy ta? Playmaker triệu hồi bình thường Raconet, hiệu ứng của Raconet triệu hồi đặc biệt Bitron. Mở cổng triệu hồi Link, dùng Bitron làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Link 1, Link Spider. Hiệu ứng của Link Spider triệu hồi đặc biệt Bitron thứ hai xuống sân. Tiếp tục mở cổng triệu hồi, dùng hai quái thú Bitron và Raconet làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Link 2, Link Bumper. Chưa dừng lại ở đó, Playmaker lại dùng Link Bumper và Link Spider làm nguyên liệu triệu hồi quái thú ác chủ bài Decode Talker. Decode Talker tấn công, mục tiêu là Trickstar Holy Angel. Blue Angel kích hoạt 7 Trickstar Recarnation, loại hết bài trên tay Playmaker, rút lại 4 lá mới. Hiệu ứng của Licorice trừ 800 thiệt hại, Lifestay bồi thêm 200 thiệt hại nữa. Hiệu ứng của Holy Angel tăng công thành 3000. Thật kinh khủng, vừa đốt điểm gốc vừa khiến Decode Talker đâm đầu vào tự hủy như không. Kích hoạt ma pháp Security Block giảm thiệt hại thành 0, Decode Talker cũng không bị tiêu diệt. Vẫn chưa hết, Blue Angel kích hoạt 7 Trickstar Scatter, tiêu diệt Decode Talker. Vậy là ác chủ bài của Playmaker đã bị tiêu diệt. Trong góc khuất, một cô gái che mặt đang quan sát trận đấu của hai người. Khi có quái thú tộc Cybers bị tiêu diệt, Playmaker triệu hồi đặc biệt Savagin River từ trên tay. Playmaker hết lượt, sức công của Holy Angel trở lại như cũ. Blue Angel rút bài, nhưng sau khi rút bài thì biểu hiện của Blue Angel trở nên rất lạ. Blue Angel kích hoạt hiệu ứng của Trickstar Recarnation dưới mộ, hồi sinh Lilybell dưới mộ lên sân. Varys đang quan sát Blue Angel, có vẻ như lúc nãy Blue Angel đã rút được lá bài bí ẩn của Hà Nội. Hiệu ứng của Lilybell tấn công trực tiếp đối phương. Playmaker té khỏi ván lướt sóng. Hiệu ứng của môi trường trừ thêm 200 điểm gốc nữa. Playmaker đã xoay sở để trở lại trận đấu. Hiệu ứng còn lại của Lilybell lấy Candina dưới mộ lên tay, lượt của Playmaker rút bài. Hiệu ứng của Licorice trừ 200 điểm gốc, hiệu ứng của Lifestay trừ 200 điểm gốc, hiệu ứng của Holy Angel tăng công thành 2002. Bị ám ảnh bởi việc phải làm anh trai tự hào, Blue Angel dần trở nên mất ý thức. Playmaker triệu hồi Defect Compiler, kích hoạt hiệu ứng Salvation River, gửi một ma pháp xuống mộ, hồi sinh Link Bumper. Điểm gốc của Playmaker hiện tại là đã dưới 1000, các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Playmaker xông vào bên trong lốc xoáy và kích hoạt skill. Cuối cùng, Playmaker cũng đã trích xuất được một quái thú mới, cũng là một chiến binh tương tự như Decode Talker. Playmaker mở cổng triệu hồi Link rồi bay vào bên trong. Sử dụng quái thú Link 2, Link Bumper và Salvation River làm nguyên liệu, triệu hồi quái thú Link 3, Decode Talker. Đây chính là quái thú mà Playmaker vừa lấy được trong vòi rồng khi nãy. Playmaker dùng Defect Compiler tấn công Lilybell, sau đó kích hoạt ma pháp Frontline Disturbance. Ngay lúc này, Blue Angel kích hoạt skill Trickstar Trick, bỏ một Trickstar xuống mộ, Playmaker phải rút 3 lá bài. Trickstar Licorice gây ra 600 thiệt hại, Lifestay gây thêm 200 thiệt hại, vừa đủ trừ sạch 800 điểm gốc của Playmaker. Tưởng như chiến thắng đã tới tay, Playmaker kích hoạt hiệu ứng của Defect Compiler, giảm mọi thiệt hại thành 0 và nó cũng có thêm một counter. Blue Angel sử dụng lá bài cuối cùng trên tay, cũng là lá bài của tổ chức Hà Nội. Đôi mắt của Blue Angel dần trở nên vô hồn. Blue Angel gửi Dark Angel từ tay xuống mộ, nhưng khi kích hoạt hiệu ứng này, dường như có gì đó rất tệ xảy ra với Blue Angel. Sức tấn công của Holy Angel trở thành 3000, hiệu ứng của Friendly Disturbance
đặt cho Encode Talker một counter. Playmaker kích hoạt hiệu ứng của Encode Talker. Defect Compiler được mũi tên của nó chỉ vào sẽ không bị tiêu diệt bởi chiến đấu, cũng không nhận thiệt hại. Hiệu ứng thứ hai, Encode Talker sẽ được tăng công bằng với sức công của Holy Angel. Sức mạnh của Hà Nội đang tác động cực kỳ xấu đến Blue Angel. Akira ra lệnh ngừng trận đấu ngay lập tức. Hiệu ứng của Defect Compiler tăng Encode thêm 800 công. Có vẻ như Playmaker muốn dứt điểm ngay trong lượt này. Bỏ một counter của Frontline Disturbance, giảm công của Holy Angel xuống còn 1.800 công. Encode Talker tấn công Holy Angel. Blue Angel lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trận đấu kết thúc, Blue Angel chìm sâu vào đại dương nội tâm của bản thân mình. Nhìn thấy tình trạng của em gái, Akira Zazen vội vàng đi ra ngoài gọi điện để hỏi thăm tình hình. Lúc này, Playmaker đang ở cạnh Blue Angel. Ai cũng chui ra khỏi bàn đấu và hút lấy chương trình Hà Nội đang ẩn chứa bên trong người Blue Angel. Đang xuất ra ngoài, Yusaku vội vàng đi lên sân thượng của trường học để tìm kiếm Sky Zazen. Tìm thấy Sky, Yusaku vội đưa cô bé đến bệnh viện để cấp cứu. Akira cũng vội có mặt ngay sau đó. Đứng bên ngoài phòng bệnh, Akira trao đổi với bác sĩ về tình trạng hôn mê sâu của Sky. Emma cũng đứng ở một góc khuất gần đó. Ra đến bãi gửi xe, Emma báo thông tin tình báo cho Akira. Trong thế giới ảo, hai phóng viên Earth và Bồ Câu đang cãi nhau với một con đại bàng thì bỗng nhiên Blue Angel xuất hiện, bay xuyên qua bọn họ khiến họ chao đảo. Ủa vậy là sao? Chẳng phải Sky Zazen đang hôn mê trong bệnh viện sao? Dù được Con cảnh báo đây chắc chắn là bẫy, nhưng Yusaku vẫn quyết định đăng nhập vào để gặp Blue Angel. Yusaku biến thân thành Playmaker, đăng nhập vào thế giới Link Viren, đáp xuống ngay trước mặt Blue Angel. Thừa biết người trước mặt không phải Blue Angel, Playmaker hỏi thẳng cô là ai khiến phóng viên Earth bất ngờ. Blue Angel giả mạo lấy ra một bông hồng rồi ném về phía Playmaker. Một quần sáng phát ra khiến Playmaker không thể cử động được. Quần sáng lan rộng ra, lan tới đâu thì những người khác biến mất tới đó. Playmaker cũng từ từ bị trói lại, cảm giác rất khó chịu. Sau đó, cậu bị đưa vào bên trong căn phòng. Blue Angel cũng đang nằm bất tỉnh bên trong đó. Blue Angel giả xuất hiện rồi trở lại hình dạng thực sự. Cô ta tên là Ghost Girl. Không ai có thể đoán được cô ta là thế thân của cô nàng Emma. Cô ta được thuê để bắt lấy Playmaker. Này, Akira cũng xuất hiện trong không gian ảo, anh ta còn không thèm dùng thế thân nữa. Akira muốn biết Playmaker đã làm gì Blue Angel, tại sao trận đấu kết thúc thì Blue Angel cũng hôn mê bất tỉnh, không thể đăng xuất khỏi Link Viren. Playmaker giải thích rằng đó tất cả là do tổ chức Hà Nội, phải bắt được chúng thì mới cứu được Blue Angel. Tất nhiên là Akira không tin rồi, anh ta quyết định sẽ tra tấn Playmaker để trả thù cho em gái. Ngay lúc này, một tia sét từ trên trời giáng xuống, ông trùm Varys của tổ chức Hà Nội bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ. Varys yêu cầu Akira thả Playmaker ra vì hắn muốn bản thân mình tự đánh bại Playmaker. Nếu Akira không thả người, tổ chức Hà Nội sẽ không cứu Blue Angel. Không còn cách nào khác, Akira đành trả tự do cho Playmaker. Tuy được giải thoát nhưng giờ đây Playmaker phải đối mặt với kẻ thù lớn nhất của mình, ông trùm Varys của tổ chức Hà Nội. Giờ đây Akira cũng chỉ biết đứng nhìn, chỉ khi Playmaker chiến thắng thì em gái Blue Angel của mình mới được cứu. Cuối cùng, trận đấu vĩ đại nhất từ đầu phim đến giờ cũng đã bắt đầu. Varys và Playmaker ai cũng có cho mình một lý do để đánh bại đối phương. Tại đây, bí mật của tổ chức Hà Nội đã được tiết lộ. Bởi vì con người hiện tại đang quá mức đắm chìm vào thế giới ảo Viren, nên Hà Nội muốn phá hủy thế giới ảo, đưa con người trở lại với thế giới của chính mình. Là một siêu hacker, Varys đã cải tạo lại thế giới Link Viren, biến nó thành một thế giới đầy dung nham, một hỏa ngục đáng sợ, chỉ để khiến cho trận đấu thú vị hơn. Lúc này, Ghost Girl cũng tham gia vào, nhưng không phải để đấu bài mà là để quay phim lại trận đấu thế kỷ này. Trận đấu bắt đầu. Varys đi trước, trả 1.000 điểm gốc, kích hoạt ma pháp Dragonoid Generator, triệu hồi đặc biệt hai quái thú Dragonoid Token lên sân. Tiến tới hai quái thú Token để triệu hồi Kraken Dragon, lại là con rồng khó ưa này. Varys hết lượt, và cuối lượt, Dragonoid Generator kích hoạt hiệu ứng, Playmaker cũng phải triệu hồi hai quái thú Token. Hiệu ứng của Kraken Dragon lại kích hoạt, gây 400 thiệt hại cho Playmaker. Lượt của Playmaker rút bài. Playmaker ngay lập tức mở cổng triệu hồi Link, dùng một quái thú Token làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Link 1, Link Spider. Hiệu ứng của Link Spider triệu hồi đặc biệt Bitron từ trên tay. Hiệu ứng của Kraken Dragon giảm Playmaker 200 điểm gốc, triệu hồi đặc biệt Backup Secretary từ tay xuống sân. Hiệu ứng của Kraken Dragon giảm Playmaker 600 điểm gốc. Playmaker mở cổng triệu hồi, dùng hai quái thú Bitron và Backup Secretary làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Link 2, Honeybot. Chưa dừng lại ở đó, Playmaker tiếp tục dùng hai quái thú Link Spider và Honeybot làm nguyên liệu để thực hiện combo triệu hồi liên hoàn, triệu hồi ra quái thú Link 3, Decode Talker.
Playmaker hiến tế Ravenor Token để triệu hồi quái thú Capacitor Stalker. Hiệu ứng của Capacitor Stalker tăng cho Decor Stalker thêm 800 công. Hiệu ứng của Kraken Dragon giảm Playmaker 1000 điểm gốc. Playmaker úp một lá bài rồi tuyên bố tấn công. Decor Stalker tiêu diệt Kraken Dragon. Capacitor Stalker tấn công trực tiếp Varus. Hết lượt, công của Capacitor trở lại bình thường. Lượt của Varus rút bài, Varus úp một lá lên sân. Do đối phương có điều khiển quái thú Linh, triệu hồi đặc biệt Gateway Dragon ra sân. Hiệu ứng của Gateway Dragon, triệu hồi đặc biệt Sniper Dragon từ tay. Hiệu ứng của Sniper Dragon, lấy một Sniper khác lên tay. Varus cũng gọi nó ra sân luôn. Mở cổng triệu hồi Linh, Varus dùng Sniper Dragon và Gateway Dragon làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Linh 2, Twin Triangle Dragon. Hiệu ứng của Twin Triangle Dragon, giảm 500 điểm gốc để hồi sinh Kraken Dragon từ dưới mộ. Vẻ mặt của Varus trở nên tự tin. Playmaker và ai chợt nhận ra một điều, Varus đã cố ý tự giảm điểm gốc của mình xuống còn dưới 1000, có lẽ nào? Thật bất ngờ, Varus cũng có skill tương tự như Playmaker, hắn lao vào bên trong ngọn sóng dữ liệu. Ngọn sóng này dữ dội hơn những vòi rồng trước đây của Playmaker nhiều, dự báo sẽ có một siêu quái thú được sinh ra. Varus đưa tay ra, sử dụng Storm Access để bắt gọn lấy quái thú bên trong. Ai khá là bức xúc, vì skill này từng là độc quyền của nó. Varus tiếp tục mở cổng triệu hồi dùng ba quái thú Twin Triangle, Kraken và Sniper làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Topologic Bomber Dragon. Đây là quái thú linh 4 đầu tiên từ đầu phim tới giờ. Sự xuất hiện của nó khiến thế giới ảo rung động dữ dội. Varus kích hoạt hiệu ứng của Ragonoid Generator để tạo ra token. Topologic Bomber Dragon kích hoạt hiệu ứng khi có quái thú được triệu hồi vào ô có mũi tên của nó chỉ vào, tiêu diệt toàn bộ quái thú ở Main Monster Zone. Ragonoid Token và Capacitor Stalker bị tiêu diệt. Sức công của Decor Stalker trở lại như cũ. Hiệu ứng của Capacitor Stalker khi bị tiêu diệt, mỗi người chơi sẽ nhận 800 thiệt hại. Varus còn đúng 100 điểm gốc. Topologic Bomber Dragon tấn công tiêu diệt Decor Stalker. Hiệu ứng thứ hai của Bomber Dragon, đối phương sẽ nhận thiệt hại bằng sức công của quái thú bị tiêu diệt. Nếu hiệu ứng kích hoạt thành công, Playmaker chắc chắn sẽ thua. Varus sẽ thắng hay Playmaker sẽ phản công? Hãy đón chờ video tiếp theo trong chương mục tóm tắt Yu-Gi-Oh! VN của 12 nhé. Xin chào.